bình cộng bx cộng c bằng 0. Câu hỏi phương trình này là phương trình số 1. Điều kiện của chúng ta a phải khác 0. Cái này cũng đã giải thích ở tiết trước rồi. Rồi, gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình 1. Ta có kết quả sau. Kết quả thứ nhất, phương trình 1 vô nghiệm khi nào? Thì nhớ lại bài hôm trước, chúng ta muốn giải một phương trình bậc 2 thì bước 1 chúng ta đi xác định hệ số a, b, c. Bước 2 chúng ta sẽ phải đi tính delta. Nếu delta lớn hơn 0, phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nếu delta bằng 0, phương trình có nghiệm kép. Nếu delta nhỏ hơn 0, phương trình vô nghiệm. Vậy để phương trình 1 vô nghiệm thì rõ ràng chúng ta sẽ rơi vào trường hợp delta nhỏ hơn 0. Vậy chúng ta sẽ nghĩ ở đây điều kiện của chúng ta là delta nhỏ hơn 0. Rồi tiếp còn câu hỏi nữa, phương trình 1 có nghiệm kép. Cái này rất là dễ, chính là rơi vào trường hợp delta bằng 0. Delta bằng 0. Rồi còn một câu hỏi nữa, phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt. Cái này chính là rơi vào trường hợp delta lớn hơn 0. Delta lớn hơn 0. Rồi còn một câu hỏi cuối cùng người ta hay hỏi là phương trình 1 có nghiệm. Có nghiệm hay là người ta nói là phương trình 1 có hai nghiệm x1, x2. Rồi thì trong trường hợp này chúng ta sẽ phải xét điều kiện là delta lớn hơn hoặc bằng 0. Vì sao? Thứ nhất, delta lớn hơn 0 thì có hai nghiệm phân biệt. Nếu delta bằng 0 thì có nghiệm kép. Vậy chung quy hai trường hợp này chúng ta đều có nghiệm, đúng không? Vậy nên người ta hỏi phương trình 1 có nghiệm thì delta sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Rồi, các bạn phân biệt cho cô nha. Nếu đầu bài có chữ phân biệt, lúc đó mới là delta lớn hơn 0. Còn nếu như không có chữ phân biệt mà người ta chỉ nói là phương trình có hai nghiệm x1, x2 hoặc là người ta nói là phương trình có nghiệm x1, x2 hoặc người ta nói phương trình có nghiệm thôi, thì lúc đó chúng ta sẽ phải xét điều kiện là delta lớn hơn hoặc bằng 0. Đây là lý thuyết. Thế còn để vào bài cụ thể như thế này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu dạng thứ nhất, dạng 1. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về dạng 1, chứng minh phương trình có nghiệm hay là có hai nghiệm phân biệt hoặc là vô nghiệm. Thì đối với dạng này làm như thế nào? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu ví dụ thứ nhất. Cho phương trình x bình trừ 4x cộng x trừ m bình bằng 0. Phương trình này cô gọi là phương trình số 1. Với m là tham số, còn x là ẩn số. Chưa? Câu A, giải phương trình về m bằng 1. Đây là cái câu mà hay hỏi nhất. Thế thì chúng ta giải như thế này. Thì người ta đã cho m bằng 1 thì chúng ta cứ thay thôi. Thay m bằng 1 vào phương trình 1 ta được. Phương trình 1 ta được. Các bạn thay như thế nào? Thì các bạn thay này, đây là phương trình số 1 đúng không? Chỗ nào có chữ m chúng ta sẽ thay bằng số 1, còn lại ta chép lại x bình trừ 4x trừ m bình, tức là 1, 1 bình. 1 bình là bằng 1 bằng 0. À đây chính là phương trình bậc 2. Muốn giải phương trình bậc 2 thì chúng ta lại giải theo các bước. Tìm hệ số ABC, xác định delta giống như bài trước đúng không? Vậy cô làm tắt luôn nhé, tương đương. Hoặc là các bạn có thể bấm máy tính ra được hai nghiệm x1 và x2. Cô sẽ làm tắt luôn cho các bạn là x bằng 2 trừ cộng 2a và 2 trừ 5 bằng 5. Ở bước này các bạn trình bày giống như biết trước đã trình bày, được chưa? Vậy các bạn đã giải một nghiệm kết quả. Vậy tập nghiệm của phương trình là f bằng bao nhiêu? Bạn có hai nghiệm, 2 cộng căn 5 và 2 trừ căn 5. Xong. Vậy là xong cái tổng nghiệm của chúng ta, xong câu A. Thì câu B, chúng ta sang tìm hiểu câu B. Chứng minh phương trình 1 luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi nghiệm. Luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi nghiệm.
bây giờ chứng minh chúng ta làm như thế này. Thì trước tiên là cô sẽ viết lại cái phương trình của cô đã. Là x quay lại phương trình x bình trừ 4x trừ m bình bằng 0. Đây là phương trình số 1. Chúng ta check lại thôi. Bước 1 của chúng ta vẫn giống như các bài trước. Xác định hệ số A, B, C. Vậy thì A ở đây sẽ phải bằng hệ số nhân x bình chính là số 1. B ở đây sẽ phải bằng hệ số nhân với x là trừ 4. Rồi C của chúng ta sẽ phải bằng hệ số tự do là trừ m bình. Đó, xong hệ số A, B, C. Bước 2 của chúng ta tính delta bằng B bình trừ 4AC. Rồi delta sẽ phải bằng thay B bình là trừ 4 tất cả bình. Trừ 4 nhân A là số 1 nhân C là trừ M bình. Vì trừ M bình này là một số, các bạn nhìn thấy một số âm, có số trừ đúng không? Thế nên chúng ta nên đóng mở ngoặc để đỡ bị dẫn đến là người ta nhìn nhầm. Thế nên chúng ta nên đóng mở ngoặc những số âm lại. Vậy delta sẽ phải bằng trừ 4 bình bằng 16. Trừ với trừ thì trở thành dấu cộng. 4 nhân 1 nhân m bình bằng 4 m m bình. Thế ở đây chúng ta sẽ đánh giá này, ta thấy và ta có được, ta có 4 m bình thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng không với m. Vì sao? Thế bình phương thì phải luôn luôn lớn không, lớn bằng không đúng không? Đúng không? Thì 4 m bình phải lớn bằng không với mọi mọi m. Cộng thêm 16 vậy suy ra 4 m bình cũng cộng thêm 16 bằng đó để cho giống một delta, thì vế này cũng sẽ phải cộng thêm 16 là 0 cộng 16, cộng 16 vế bên cạnh trái thì cũng cộng 16 vế bên tay thành phẳng. Rồi cái này bằng 16 đúng không, với mọi m. Thì chúng ta sẽ suy ra được delta, đây chính là delta sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 16, mà 16 thì lại lớn hơn không với mọi mọi mở, đúng không? Vậy chúng ta đã chứng minh được delta luôn lớn hơn không với mọi mở. Vậy tức là phương trình số 1 này luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi mọi mở. Vậy suy ra phương trình một, phương trình một luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi mở. Đây là cái lượng mọi các bạn, được chưa? Đây là cái cách trình bày của bạn này. Thế có bạn nào mà đến đây các bạn đánh giá hơn là lớn hơn hoặc bằng 16 lớn hơn không với mọi mở thì cũng được, nhưng mà làm như vậy thì nó hơi tắc. Các bạn nên là trình bày đầy đủ các bước ra cho cô, được chưa? Rồi vậy chúng ta xong ví dụ số 1, ta sẽ chuyển qua ví dụ số 2. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ số 2. Ví dụ 2 cho phương trình x bình trừ mở ngoặc 1 cộng 2 m đóng ngoặc x cộng 2 nhân mở ngoặc m trừ 1 đóng ngoặc 0. Đây gọi là phương trình số 1. Cô vẫn cho m là hàm số còn x là ẩn số. Câu A, chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi mở. Thế bây giờ chúng ta làm như thế nào? Nó cũng giống như câu trước thôi, nhưng mà biến đổi sẽ khác xíu, đúng không? Vậy bước đầu tiên A, B, B, C. Các bạn cứ xác định hệ số A, B, C cho cô. Trước tiên là viết lại phương trình này. X bình trừ đi 1 cộng với 2M x cộng với 2 nhân M trừ 1 bằng 0. Đây là phương trình số 1. Bước đầu tiên A bằng, nhanh chóng này, 1. B bằng hệ số và nhân với x thì các bạn phải viết cả dấu của nó theo nha. Trừ 1 cộng 2m. Rồi C bằng 2 nhân m trừ 1. Rồi xong bước 1. Bước 2 chúng ta sẽ đi tính delta. Vẫn là B bình trừ 4AC. Vậy delta sẽ phải bằng thay số B. Rồi cái này cũng đã hướng dẫn rồi. Trừ đi 1 cộng 2m đóng ngoặc bình phương. Đó. Trừ 4 nhân a là 1 nhân c
C là 2 nhân M trừ 1. Chúng ta biết xong, biểu thức delta sẽ phải bằng, bây giờ đến biến đổi. Thì khi mà biến đổi, các bạn nhớ cho tôi nhé, dấu trừ này và bình phương thì luôn luôn nó mất dấu trừ, bởi vì hai lần dấu trừ hoặc là dấu trừ bình phương lên sẽ thành dấu cộng. Thế thì chúng ta sẽ từng quan tâm nó nữa. Thế chỉ còn có 1 cộng 2 M tất cả bình chính là hàm đẳng đẳng thức cô khai triển luôn. Một bình là 1 cộng với 2 lần số thứ nhất, số thứ hai là 2 nhân 1 nhân 2 M bằng 4 M cộng với số thứ hai bình phương là 2 M tất cả bình thì bằng 4 M bình khai triển đẳng thức. Tiếp trừ 4 nhân 1 nhân 2 là 8 nhân M nữa là trừ 8 M trừ 4 nhân 1 nhân 2 là 8 nhân trừ bằng cộng 8. Rồi bước tiếp theo chúng ta sẽ cố thủ gọn. Rồi bao giờ cũng vậy, cô sẽ viết những cái thửa cao nhất trước, đúng không? Chúng ta đừng viết sợi số tự do này trước, nên viết cái thửa cao nhất trước. 4 M bình 4 M trừ 8 M thì bằng trừ 4 M. 1 cộng 8 bằng cộng 9. À, đến bài này thì khác bài trước rồi, đúng không? Làm sao để đánh giá cái biểu thức này lớn không hoặc không hay là lớn không, đúng không? Vậy thì chúng ta phải biến đổi. Biến đổi bằng cách nào? Delta bằng quan sát này. Quan sát bình phương 4 M bình thì chúng ta thấy rằng là bằng 2 M tất cả bình. Nguyên tắc của chúng tôi phải làm là thức là 2 M tất cả bình trừ đi 2 lần số thứ nhất chính là 2 M nhân, bước này tôi khó đấy, 2 M tất cả bình là 4 M bình này trừ đi 2 lần số thứ nhất là 2 M. Vậy số thứ hai sẽ là bao nhiêu? Các bạn nhầm, 2 nhân 2 là 4 M, ở trên này là 4 M, dấu trừ dấu trừ. Vậy thì ở đây sẽ là số 1, đúng không? Bởi vì 2 nhân 2 nhân 1 mới là 4. Đó. Tiếp, vậy số thứ hai chính là 1 thì phải cộng với 1 bình. Đúng không? Vậy là hàm đẳng thức A bình trừ 2AB cộng B bình. Tự dưng cộng thêm 1 bình thì phải bớt 1, thêm thì phải bớt. Tôi check lại, còn số 9 không làm gì cả, chúng ta phải check lại. Rồi tiếp, em 3 sẽ phải bằng 3. Số hạng đầu tiên này chính là hạng đẳng đẳng thức 2m trừ 1 tất cả bình. Còn hai số hạng cuối chúng ta bấm máy tính cũng được, trừ 1 bình cộng 9 bằng mấy? Bằng 8. Đó. Vậy thì đến đây lại giống như bài trước rồi, chúng ta sẽ đánh giá. Ta thấy 2m trừ 1 tất cả bình lớn hơn hoặc bằng không với mọi m, cộng thêm 8 thì phải lớn hơn hoặc bằng giống bài trước, đúng không? Với mọi m mà 8 thì lại lớn hơn không với mọi m. Các bạn hiểu bước đánh giá chưa? Nói lại một cái này, 2m trừ 1 tất cả bình thì bình phương lớn hơn hoặc bằng không với mọi m, cộng thêm 8 thì phải lớn hơn hoặc bằng 8 với mọi m, mà 8 thì lớn hơn không với mọi m. Chưa? Vậy chúng ta đã đánh giá được delta bao nhiêu lớn hơn không với mọi m chưa? Rồi vậy suy ra phương trình luôn có hai miếng thế nào, phần bình. Thế thôi, vậy là chúng ta đã chứng minh được phương trình luôn có hai miếng phần biệt. Vậy cô dạy các bạn xong được hai cách đánh giá, chúng ta tìm hiểu sang tiếp câu B. Câu B của chúng ta tìm M để phương trình có một miệng là hai, khi đó chúng ta đi tìm miệng còn lại. Vậy thì câu này chúng ta làm sao? Các bạn hiểu có một miệng là 2, miệng tức là tìm x đúng không ạ? Vậy miệng là 2 tức là x là 2. Thế có x rồi thì chúng ta chỉ việc thay vào phương trình. Vậy cứ thay x bằng 2 vào phương trình 1 3 1. Rồi các bạn tự thay vào phương trình 1, cứ chỗ nào có chữ x các bạn sẽ thay vào số 2. Vậy bắt đầu chúng ta thay nha. X bình tức là 2 bình trừ đi 1 cộng 2m x tức là nhân với 2 rồi cộng với 2 nhân
cộng 2m trừ hạ nhân phân phối. Rồi tiếp tương đương dung gọn trừ 4m cộng 2m là trừ 2m. 4 trừ 2 bằng 2. 2 trừ 2 bằng 0. Vậy tức là hết luôn. Bằng 0. Vậy tương đương m sẽ phải bằng 0 chia trừ 2 bằng 0. Vậy tìm ra m bằng 0. Đến đây là nghĩa là dường như người ta bảo tìm nghiệm còn lại. Thế thì chúng ta có m, chúng ta sẽ phải thay m này vào lại phương trình 1 để chúng ta đi tìm nghiệm còn lại. Vậy mình sẽ tiếp tục thay m bằng 0 vào phương trình 1 3 1. Rồi, đến đây cứ chỗ nào có chữ m các bạn sẽ thay bằng số, số 0 còn lại chép lại. Vậy cô thay nha. Tiếp đến trừ đi 1 cộng 2 nhân m tức là 2 nhân 0 đóng lại. Rồi x cộng với 2 nhân với 0 trừ 1 bằng 0. Đó. Cứ chỗ nào có chữ m chúng ta thay bằng số số 0. Rồi, tương đương. Đến đây chúng ta sẽ trở về phương trình sao còn có mỗi ẩn là x thôi, còn tham số thì chúng ta đã được thay rồi. Vậy chúng ta làm bình thường. X về này trừ 1 cộng 0 thì bằng 1 đúng không? Vậy là trừ x. Rồi 2 0 trừ 1 bằng trừ 1, 2 nhân trừ 1 bằng trừ 2 bằng 0. Đây chính là phương trình bậc 2 một ẩn. Giải phương trình bậc 2 một ẩn lại. Bước 1 xác định hệ số AB C. Bước 2 định tan tan tạ. Thì để làm cho nhanh thì cô sẽ ra luôn hai nghiệm. Còn các bạn thì có thể giải kỹ ra tính delta đàng hoàng. Vậy chúng ta sẽ ra được hai nghiệm là x bằng 2 và x trừ 1. X bằng 2 x bằng trừ 1. À các bạn thấy chưa, ra một nghiệm là x bằng 2 chưa? Đó. Thế thì nghiệm còn lại sẽ là trừ 1. Thế thì chúng ta kết luận vậy m bằng 0 thỏa mãn yêu cầu đầu bài. Đó. Thỏa mãn yêu cầu đầu bài. Rồi có bạn có thể kết luận là vậy với m bằng 2 thì phương trình có một nghiệm là 2 cũng được. Nhưng mà thông thường thì cô hay cho các bạn viết là thỏa mãn yêu cầu đầu bài cho nhanh. Khi đó nghiệm còn lại, khi đó nghiệm còn lại, nghiệm còn lại là đã x bằng trừ 1. Đó, thế thôi là xong. Vậy chúng ta xong được ví dụ số 2. Thì sau khi mà tìm hiểu xong ví dụ số 2, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cách để biến đổi delta. Khi mà chúng ta bắt gặp delta thì chúng ta sẽ biến đổi như thế nào để cho phù hợp với lại yêu cầu của đầu bài. Chúng ta sẽ sang tìm hiểu tiếp ví dụ tiếp theo. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cách biến đổi delta. Thế còn câu hỏi vẫn vậy, tức là chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt, hoặc là chứng minh phương trình luôn có nghiệm, hoặc cũng có thể chứng minh phương trình luôn có nghiệm. Nhưng mà chúng ta phải biết cách biến đổi. Thì bây giờ như thế này, cô cho một bài cụ thể là cho phương trình, ví dụ một cho phương trình x bình cộng 3 nhân m trừ 1 x trừ 6 m cộng 2 bằng 0. Rồi, thế thì bước 1 của chúng ta vẫn là a bằng 1, b bằng 3 nhân m trừ 1, c sẽ bằng trừ 6 m cộng 2. Rồi delta của chúng ta bằng b bình trừ 4ac. Rồi delta sẽ phải bằng thay số b bình. Các bạn cứ viết được b vào này, 3 nhân m trừ 1 rồi bình phương đó trừ 4ac nhân 1 nhân c của chúng ta trừ 6 m cộng 2. Rồi delta sẽ phải bằng, bắt đầu ta tính toán. Ở đây bình phương thì phải bình phương lần lượt, 3 bình phương là 9 nhân m trừ 1 tất cả bình, cô khai triển hằng thức luôn là m bình trừ 2 m cộng 1, khai triển hằng thức. Tiếp trừ 4 nhân 1 là trừ 4. Vậy trừ 4 nhân trừ 6 m cộng 24 m trừ 4 nhân cộng 2 bằng trừ 8. Tiếp delta sẽ phải bằng, các bạn nhân tung ra, 9
m bình trừ 18 m cộng 9 cộng 24 m trừ 8. Rồi giúp ạ, đem tan bằng. Bắt đầu nguyên bình phương trước. 9 m bình rồi đến m trừ 18 m cộng 24 m bằng cộng 6 m. 9 trừ 8 bằng cộng 1. À, đến đây chúng ta thấy rằng cái delta này chính là một hàng đẳng cấp luôn. Nhìn thấy này, 9 m bình là 3 m tất cả bình cộng 2 lần nhân 3 m nhân 1 cộng 1 bình. Vậy đây chính là hàng đẳng cấp. Vậy delta sẽ bằng 3 m cộng 1 tất cả bình. Không có cộng cái gì hết đúng không? Vậy thì con này sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 0 đối với mọi m. Đến đây các bạn kết luận như thế nào? Vậy suy ra phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt hay là luôn có nghiệm thôi. À, đến đây các bạn sẽ không được phép kết luận chữ phân biệt. Vì sao? Vì chỗ này có dấu bằng, đúng không? Chúng ta sẽ không được phép kết luận trường hợp phân biệt. Chúng ta chỉ kết luận là vậy phương trình luôn có nghiệm, hoặc là vậy phương trình luôn có hai nghiệm x1, x2 cũng được, nhưng không được phép nói từ phân biệt đó. Suy ra phương trình luôn có nghiệm. Thế thôi là xong. Được chưa các bạn? Rồi tiếp, cô sẽ hướng dẫn thêm ví dụ nữa. Ví dụ tiếp theo. Rồi. Ví dụ tiếp theo là ví dụ số 2. X bình trừ m trừ 1 nhân x trừ m bình cộng m trừ 2 bằng 0. Rồi cô có câu hỏi thôi. Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt, hoặc là phương trình luôn có nghiệm hoặc là vô nghiệm. Thì cô lấy ví dụ là một phương trình như thế này. Thì các bạn nhớ cho cô này, vẫn cứ bước đầu là hệ số A thế sự. A của chúng ta sẽ phải bằng 1, B của chúng ta bằng trừ đi m trừ 1 và C bằng trừ m bình cộng m trừ 2. Hệ số A thế sự. Bước 2, tính delta. Delta bằng B bình trừ 4AC. Vậy delta sẽ phải bằng B bình của các bạn viết là B là trừ m trừ 1 tất cả bình trừ 4 nhân A là 1 nhân C trừ m bình cộng m trừ 2. Vậy viết xong biểu thức tổng bây giờ tính toán. Nhớ này, cô sẽ nhắc lại dấu trừ này khi mà bình phương đúng không? Thì con mất dấu trừ luôn đi nhá. Vậy sẽ chỉ còn m trừ 1 m trừ 4 tất cả bình. Vậy là delta sẽ bằng hai triệu là thức luôn. M bình trừ 2m cộng 1. Khi mà bình phương các bạn đừng quan tâm đến cái dấu trừ vì nó luôn mất. Chưa? Rồi tiếp theo. Trừ 4 nhân trừ m là cộng 4m bình. Rồi trừ 4m cộng 8. Bước tiếp theo thu gọn hiện tại. M bình cộng 4m bình bằng 5m bình. Rồi tiếp theo trừ 2m trừ 4m là trừ 6m cộng 1 cộng 8 là cộng 9a. Đến đây xảy ra một vấn đề là như thế này. Chúng ta đưa về hàng thức cũng khó đúng không? Bởi vì sao? 5m bình thì các bạn sẽ rất là khó đi tìm. Nó không phải là một số chính phương, số 5 không phải là một số chính phương đúng không? Chứ không, nó không giống như là 4m bình thì các bạn sẽ tìm được là 2m tất cả bình, hay là 9m bình thì sẽ tìm được 3m tất cả bình. Thế còn số 5 thì chúng ta không tìm được. Và thứ nhất. Thứ hai, cái này chúng ta phải đưa về hàng thức thì biến đổi thế nào? Thì có rất là nhiều cách biến đổi. Thứ nhất là tôi sẽ cách con 5 này thành, cách cái số hạng 5 m bình này thành hai số chính phương thì chắc chắn sẽ cách thành m bình cộng 4 m bình, đúng không? Vậy sẽ là m bình này rồi cộng với 4 m bình trừ 6 m cộng 9. Bước tiếp theo, quan sát. Quan sát sao chúng ta thấy rằng A m bình này trừ 6 m cộng 9 chính là hàng đẳng đẳng thức m trừ 3 tất cả bình. Vậy cô sẽ đưa ba số hạng về với nhau. M bình trừ 6 m cộng 9 thì sẽ bằng m trừ 3 tất cả bình cộng 4 m bình. Đó. Vậy cô đã đưa được hết về dạng bình phương chưa? Rồi đúng không? M trừ 3 tất cả bình thì luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi m. 4m bình thì cũng luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi m.
cùng đồng thời bằng không hết. Thế nên chỗ này sẽ là lớn nhất. Được chưa các bạn? Đó, với mọi người. Suy ra phương trình luôn có hai miệng phân biệt với mọi mầm. Rồi, có một cái cách biến đổi khác thông minh hơn là như thế này. Thì các bạn nhìn tiếp cô nhé. À, thế nên có nhiều bạn sẽ quan sát cô này. Chúng ta không rút gọn mà chúng ta để nguyên vậy. Các bạn một cách một em phải rút gọn, sau đó phân tích nó ra để thu gọn. Cách này đến đây chúng ta không rút gọn. Đó. Thì chúng ta làm như thế này thì lại đem ba bằng. Chúng ta quan sát m trừ một tất cả mình đúng không? Nó đã vốn dĩ là bình phương rồi, vậy chúng ta không biến đổi được để nguyên. M trừ một tất cả mình rồi đến đây cô không biến đổi mà cô để nguyên. M trừ chuyển với đổi dấu. Rồi phương hướng M
với m nhỏ hơn hoặc bằng 7, phương trình một luôn có nghiệm, kết luận vậy không? Vậy. Đó, các bạn tự kết luận nha. Còn đúng cái bài này như vậy thôi, các bước đầy đủ, rất là dễ, đúng không? Còn chúng ta sẽ tìm hiểu sang ví dụ số số 2. Được. Ví dụ số 2, tìm m để phương trình sau vô nghiệm. M trừ 1 x bình trừ 2x cộng 1 bằng 0. Đây gọi phương trình số 1, m là hàm số, vẫn vậy. À, các bạn thấy cái phương trình này có một khác, điều khác với lại các phương trình trước. Đó là gì? Đó là các phương trình trước đó, thì hệ số A của cô không có chữ M. Nhưng đối với phương trình này, hệ số A của cô chữ M. À, thế các bạn nhớ lại cho cô này, điều kiện để phương trình là phương trình bậc 2 một ẩn là gì? Cô luôn luôn ghi A khác, khác không. À, thế thì đến đây chúng ta thấy A chữ M thì phải chia ra làm hai trường hợp. Trường hợp 1, trường hợp 1 chính là chúng ta xét A bằng 0 thì sao? Trường hợp 2 chúng ta xét nếu A khác 0, khi đó phương trình 1 là phương trình bậc 2 thì sao? Chúng ta sẽ tìm hiểu trường hợp. Rồi, nếu M trừ 1 mà bằng 0 thì tương đương với M sẽ phải bằng 1 chuyển về bậc rồi. Khi đó phương trình 1 sẽ phải tương đương, các bạn sẽ thay lại M bằng 1 mà. Thì ở đây chính là bằng 0. 0 nhân x bình bằng 0. Vậy đây không còn là phương trình bậc 2 nữa mà nó sẽ trở về phương trình bậc nhất một ẩn. Rồi, trừ 2x cộng 1 bằng 0. Rồi tương đương, các bạn giải phương trình trừ 2x bằng trừ 1 tương đương x sẽ phải bằng 1 phần 2. Đầu bài này yêu cầu phương trình sau vô nghiệm. Vậy mà chúng ta đã tìm được nghiệm là x bằng 1 phần 2. Vậy phương trình này không hề vô nghiệm. Vậy đối với trường hợp m bằng 1 này không lấy, đúng không? Không thỏa mãn. Thì chúng ta chút nữa chúng ta kết luận thì đừng kết luận nó nữa nha. Rồi trường hợp 2. Rồi chúng ta xét nếu m trừ 1 mà khác 0 tương đương với m khác 1. Khi đó phương trình 1 của chúng ta là phương trình bậc 2. Thì phương trình bậc 2 thì cứ bước 1 xác định hệ số AB sẽ A của chúng ta sẽ phải bằng M trừ 1, B của chúng ta bằng trừ 2, C của chúng ta bằng 1. Bước 2 chúng ta tính delta B bình trừ 4AC. Rồi vậy delta sẽ phải bằng B bình, cô tính nhanh nhé, B bình là trừ 2 tất cả là 4 trừ đi 4 nhân A M trừ 1 C nhân với 1. Rồi rút gọn delta sẽ phải bằng 4 trừ 4 M cộng 4, đúng không? Rồi tiếp rút gọn đi, delta bằng trừ 4 M cộng 8. Các bạn thu gọn xong delta thì để tìm M, đúng không? Thì để phương trình một vô nghiệm thì delta phải, trường hợp vô nghiệm là delta nhỏ hơn 0. Để phương trình một vô nghiệm thì delta phải nhỏ hơn 0. Tức là sao? Suy ra trừ 4 m cộng 8 sẽ phải nhỏ hơn 0. Chuyển vế và đổi dấu, cô tính nhanh nhé, cô giải bất phương trình bậc nhất một ẩn này nhanh nhé, là M sẽ phải lớn hơn bao nhiêu? Được chưa? Giải là M lớn 2. Rồi, kết luận. Vậy với M lớn hơn 2 thì phương trình một vô nghiệm. Rồi, các bạn sẽ không kết luận cái trường hợp này đúng không nhỉ? À, có một cái nữa cô cần lưu ý cho các bạn. M lớn hơn 2 hiển nhiên nó đã khác 1 chưa? Khác 1 rồi, đúng không? Các bạn nhìn này, trong trường hợp số 2 này chúng ta tìm ra được M lớn hơn 2, mà M lớn hơn 2 hiển nhiên nó đã khác 1. Thế nên chúng ta được phép kết luận này. Thế còn nếu như có một số 7 đến đây các bạn tìm ra mà M nhỏ hơn 2 chẳng hạn,
mà lại còn có m khác 1 nữa, giờ của trường hợp m khác 1 thì khi kết luận các bạn sẽ phải kết luận là vậy với m nhỏ hơn 2 và m khác 1 thì phương trình của cố vô nghĩa. Các bạn hiểu ý cô nói chưa? Đó, thì kết luận chúng ta chú ý vào trong trường hợp. Còn cái trường hợp m bằng 1 này đã loại nên không quan tâm đến nó nữa. Đó, vậy là đối với dạng bài giải phương trình bậc 2 mà chứa tham số thì có hai bài cơ bản. Dạng bài cơ bản, dạng bài thứ nhất là chứng minh phương trình luôn có nghiệm hay là vô nghiệm. Dạng bài thứ hai tìm m để phương trình có nghiệm hay vô nghiệm, thì các bạn phân biệt giữa hai loại bài đó cho cô. Dạng thứ nhất. Thứ hai, khi các bạn làm bài, các bạn chú ý cho cô cái hệ số A. Nếu hệ số A đã khác không, các bạn làm bình thường xác định hệ số ABC giống như giải phương trình bậc 2. Còn nếu hệ số A của chúng ta chưa khác không nhỉ, mà nó chưa tham số, thì các bạn phải chia ra các trường hợp cho cô. Trường hợp 1 là xét A bằng 0 thì như thế nào? Trường hợp 2 nếu A khác không, giải theo phương trình bậc 2 như thế nào? Rồi kết luận phải chú ý vào điều kiện đó, phần lưu ý. Rồi chúng ta đi tìm hiểu sang dạng số 3. Chúng ta sẽ chuyển qua tiếp dạng số 3. Dạng toán liên quan đến hàm số. Tức là sao? Cô lấy một ví dụ này. Ví dụ 1. Tìm giá trị của m để đường thẳng D 2 chấm y bằng 4x cộng m và parabol P y bằng 2x bình cùng đi qua điểm m có ngoảnh độ là 1. Thì đối với dạng bài này chúng ta làm sao? Thì đây cũng là một dạng bài cô đã dạy các bạn rồi. Giải thì trước tiên này chúng ta quan sát này, chúng ta thấy rằng là A, D đường thẳng D và parabol P cùng đi qua một điểm. Cô lấy ví dụ nhé, vẽ cái hình như này để sơ sơ cho các bạn thấy này. Ví dụ đấy, parabol P chậm rồi đường thẳng D như thế này cùng đi qua một điểm mà điểm này có ngoảnh độ là đó, đây nó cùng đi qua đường thẳng D đi qua điểm này A chẳng hạn, rồi parabol P cũng đi qua điểm A này mà điểm A này có ngoảnh độ là 1. Đó, các bạn hiểu bài này như vậy. Thì trước tiên chúng ta giải bài này, chúng ta sẽ tính rằng rồi quý đầu tiên này quý điểm M sao thuộc cái gì các bạn? Vì điểm M thuộc P có ngoảnh độ là 1. Vậy suy ra điểm M chúng ta ngoảnh độ là 1 thì tung độ chúng ta chưa biết sẽ là chữ y thuộc vào P 2 chấm y bằng 2 x bình. Cái này hôm trước cái bài hàm số vẽ hàm số bậc 2 vẽ parabol cô đã dạy các bạn rồi. Thì ở đây á nó có hai cái là một là đường thẳng D và parabol P. Vậy chỗ này các bạn có một câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ thuộc vào đường thẳng D hay parabol P trước. Thì các bạn lưu ý nhé, cái điểm M này của các bạn này có một giá trị chưa biết là tung độ chưa biết, thì các bạn phải thuộc vào cái hàm số đã biết là hàm số parabol P y bằng 2 x bình, không được phép thuộc vào D trước, bởi vì D còn chứa một giá trị là M chưa biết, đúng không? Thì các bạn không thuộc vào đó. Vậy suy ra, rồi suy ra vị trí nào có chữ y, các bạn hãy thay bằng chữ y bằng 2 nhân x bình là các bạn sẽ thay bằng phải độ 1 bình. Vậy tương đương y sẽ phải bằng 2. Rồi vậy suy ra điểm M của chúng ta bây giờ sẽ là 2. Các bạn đã có tọa độ điểm M thì lúc đó các bạn mới thuộc vào đường thẳng D. Thì các bạn mới đi tìm điểm M y bằng 4x cộng M. Vậy suy ra vị trí y ta sẽ thay bằng số 2. Rồi, 4 nhân x là 1 cộng m chuyển vế và đổi dấu. Vậy tương đương m sẽ phải bằng, cô tính nhanh nhé, 4 nhân 1 là 4, chuyển sang bên này là trừ 4, 2 trừ 4 là trừ 2. Rồi, cùng đi qua đúng không? Thì các bạn kết luận được vậy với m bằng trừ 2 thỏa mãn yêu
Vậy ví dụ số 2, tìm giá trị của m để đường thẳng d y bằng 4x cộng m cách parabol p y bằng 2 bình tại điểm m có hoành độ bằng 1. Thế thì các bạn để ý rằng ví dụ 2 này các bạn đề giống hệt với đề ví dụ 1, nhưng ví dụ 1 là cùng đi qua, ví dụ 2 là cắt. Vậy cô sẽ phân biệt cho các bạn như thế nào cùng đi qua và như thế nào cắt. Thì các bạn hiểu này, ví dụ trục số đây parabol này, đúng không? Rồi đường thẳng đây cắt, thì các bạn nhớ cho cô nhé, một đường thẳng cắt một parabol thì bắt buộc là phải cắt bạn này, thì người ta mới gọi là cắt. Thế còn một trường hợp nữa là một đường thẳng và một parabol sẽ tiếp xúc với nhau, lấy ví dụ như này đó, tiếp xúc tại một điểm thôi thì người ta gọi là tiếp xúc đó, như này gọi là tiếp xúc một điểm. Còn nếu như thì suy ra m bằng trừ 2 không
quả mà yêu cầu cầu bằng, không hoàn thành yêu cầu cầu bằng. Rồi khi nào chúng ta mới được phép kết luận được thỏa mãn? Khi các bạn giải cái phương trình hoành độ giao điểm của B và D này, các bạn tìm ra được hai nghiệm x1, x2, hai nghiệm phân biệt nhé, x1, x2, thì khi đó B mới cách đây tại hai điểm phân biệt. Và khi đó thì cái con M chúng ta mới nhận. Đó là sự khác nhau giữa hai dạng bài này. Rồi cô sẽ cho các bạn số ví dụ và tập tính nhanh để bạn ôn tập.